For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Nam em nói đang nợ 4 tỷ đồng. Nam em liên tục livestream những ngày gần đây để chia sẻ về cuộc sống hiện tại, trong đó cô kể đang nợ 4 tỷ đồng. Trong livestream gần đây, nam em tiết lộ nợ mẹ nuôi 4 tỷ đồng khiến cô phải lật cật đi hát để kiếm tiền trả nợ. Cô nói, tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi tự nhắc nhở bản thân phải vui vẻ nhưng lại không tìm được niềm vui. Tôi thiếu nợ, cố gắng trả nợ nhưng gặp nhiều vấn đề khác. Tôi cố gắng để bươn trải, sống cuộc đời ý nghĩa. Từ khi bước vào showbiz, tôi bị chửi nhiều nên đánh mất sự hồn nhiên vô tư, cô nói thêm. Nam em cho biết những lần cô xuất hiện chỉn chu, tạo vẻ ngoài sum suê chỉ để được vui vẻ khi gặp người hâm mộ, chứ thực ra cô không có nhiều tiền như nhiều người vẫn nghĩ. Đáng chú ý, trong lúc chia sẻ, nam em có dấu hiệu bất thường, vừa khóc vừa nổi cơn thịnh nộ, dùng những lời nói nặng nề để chỉ trích anti-fan. Cô còn khẳng định mình hiện giờ không phải nghệ sĩ. Nguyễn Thị Lệ Nam Em sinh năm 1996, bước chân vào showbiz với danh hiệu Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 và từng đại diện Việt Nam ở cuộc thi Hoa hậu trái đất 2016. Năm 2022, cô dừng chân ở top 10 Hoa hậu thế giới Việt Nam 2022. Ngoài việc tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô gái quê Tiền Giang còn theo đuổi đam mê ca hát. Thời gian gần đây, cô xuất hiện trong các show nhạc ở phòng trà. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng chia sẻ về cuộc sống đủ đầy, được nhiều người tặng quà. Tuy nhiên, nam em thường xuyên vướng tranh cãi vì phát ngôn gây sốc khó hiểu, sẵn sàng đối đầu với anti-fan trên mạng xã hội. Gần đây, sau khi công khai bạn trai, cô liên tục livestream nói những chuyện bức xúc khiến nhiều người ngán ngẩm. Thời gian gần đây, nam em gây chú ý khi tham gia chương trình âm nhạc Thần Tượng Đối Thần Tượng. Qua các sân khấu hoành tráng của show, cô được đánh giá cao với giọng hát nội lực, khả năng biểu diễn tự tin cùng vẻ đẹp rạng rỡ. Dù không chiến thắng cuối cùng, nhưng nam em vẫn thành công trong việc củng cố danh tiếng lẫn khẳng định khả năng âm nhạc trước công chúng. Nhiều khán giả kỳ vọng cô sớm có màn trở lại V-pop trong thời gian tới. Tuy nhiên, sau Thần Tượng Đối Thần Tượng, nam em lại thay đổi bất ngờ. Trong bộ ảnh Hậu Trường, một dự án gần đây, cô lộ dáng vẻ tiều tụy nhợt nhạt. Gương mặt nam em kém sắc, bơ phờ. Có lúc nam em còn ngủ gật trong lúc chờ đến đợt quay hình và chụp ảnh tiếp theo. Đặc biệt, tinh thần của nam em cũng chạm đáy. Cô rơi vào trầm cảm vì áp lực công việc lẫn cuộc sống. Do đó, những khoảnh khắc thiếu sức sống không chỉ cho thấy tình hình sức khỏe đáng báo động của cô, mà còn cho thấy nữ nghệ sĩ luôn có tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Chứng kiến vẻ ngoài xuống sắc của nam em, nhiều khán giả lo lắng người đẹp có thể sẽ quay lại thời kỳ tụt dốc không phanh. Hồi những năm 2018-2019, đây cũng là thời điểm cô lộ sự sa sút về cả thể xác lẫn tinh thần. Khi đó, top 8 Hoa hậu trái đất 2016 còn lộ ảnh đi bệnh viện truyền nước. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.